đại phụng đã canh nhân chương một tai ương lao ngục một đại phụng phủ kinh triệu nhà giam hứa thất an dần dần tỉnh lại ngửi được mùi ẩm ướt hôi thối trong không khí làm người ta hơi không thoải mái dịch dạ dày cuồn cuộn mùi hôi thối đập vào mặt này là chuyện gì xảy ra con chó ngáo trong nhà lại chạy lên giường ị căn cứ mức độ sặc sụa sợ không phải ị ở đỉnh đầu mình chứ nhà hứa thất an nuôi một con chó giống Husky, si, thường gọi là ngáo Trôi giạt phương bắc 10 năm, rất cô đơn, con người mà, tịch mịch lâu, khó tránh khỏi sẽ muốn nuôi con chó an ủi cùng tiêu khiển. Không phải trên thân thể. Mở mắt ra, nhìn xung quanh, hứa thất an lập tức ngây dại. Tường đắp bằng đá, ba cái cửa sổ to bằng miệng bát, hắn nằm ở trên tấm chiếu lạnh lẽo rách nát, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ vuông chiếu ở trên ngực hắn, trong chùm tia sáng bụi bặm bay bay. Mình ở đâu? Hứa Thất An ở trong sự mê mang như hoài nghi cuộc đời trầm ngâm một lát, sau đó hắn thật sự hoài nghi cuộc đời rồi. Mình xuyên việt rồi. Ký ức mãnh liệt ập đến như thủy triều, căn bản không cho hắn cơ hội phản ứng, thô bạo cắm vào đại não, lưu động nhanh chóng. Hứa Thất An, tên tự là Ninh Yến, một bộ khoái huyện nha trường nhạc thuộc phủ kinh Triệu Vương triều đại phụng. Lương tháng hai lượng bạc và một thạch gạo. Phụ thân là lính già, chết ở chiến dịch Sơn Hải 19 năm trước sau đó mẹ cũng bởi bệnh qua đời nghĩ đến đây hứa thất an có chút vui mừng mọi người đều biết người cha mẹ mất hết đều không đơn giản không ngờ sống lại rồi vẫn trốn không thoát số mệnh làm cảnh sát hứa thất an có chút đau răng hắn kiếp trước là tốt nghiệp trường cảnh sát thành công tiến vào biên chế bưng bát cơm vàng nhưng hứa thất an tuy đã đi con đường cha mẹ thay hắn lựa chọn tâm hắn cũng không ở trên công việc đầy tớ của nhân dân này Hắn thích không gò bó, thích tự do, thích ngập trong vàng son, thích một câu trong nhật ký của Quý Tiện Lâm. Vì thế ngang nhiên từ chức, đi biển làm ăn. Nhưng ta vì sao sẽ ở trong ngục giam? Hắn cố gắng tiêu hóa ký ức, rất nhanh đã biết tình cảnh trước mắt của mình. Hứa Thất An từ nhỏ được chú hai nuôi lớn, bởi vì quanh năm tập võ, hàng năm phải ăn hết hơn 100 lượng bạc, do đó bị thím không thích. 18 tuổi sau khi tu luyện đến luyện tinh đỉnh phong, liền trì trệ không tiến bộ, bị ép bởi áp lực của thím, hắn chuyển đi khỏi nhà họ hứa ở một mình. Thông qua quan hệ của chú, ở trong nhà môn kiếm được công việc bộ khoái, vốn cuộc sống không tệ, ai ngờ được. Ba ngày trước, vị chú hai thất phẩm lục bào kia làm việc ở ngự đao vệ, hộ tống một lô bạc thuế đến bộ hộ, trên đường xảy ra chuyện bất ngờ, đánh mất bạc thuế. Tận 15 vạn lượng bạc. Triều đình chấn động, thánh thượng giận tím mặt, tự mình hạ lệnh, Hứa Bình Chí ở năm ngày sau chém đầu, thân thuộc ba họ chịu tội liên đới, đàn ông sung quân biên cương, nữ đưa vào giáo phường ti. Làm cháu ruột của Hứa Bình Chí, hắn bị giải trừ chức vụ bộ khoái, nhốt vào đại lao phủ kinh triệu. Hai ngày. Thêm hai ngày nữa, hắn sẽ bị lưu đày đến biên thùy đau khổ hoang vắng, ở trong lao lực sống nốt nửa đời sau. Vừa bắt đầu đã là hình thức địa ngục, hứa thất an lưng lạnh toát, trái tim theo đó lạnh một nửa. Thế giới này ở trạng thái vương triều phong kiến thống trị, không có nhân quyền, biên thùy là nơi nào? Hoang vắng, khí hậu ác liệt, đại bộ phận phạm nhân bị xung quân biên cảnh, đều sống không quá 10 năm. Mà càng nhiều người, còn chưa tới biên thùy đã bởi vì các loại chuyện ngoài ý muốn, bệnh tật, chết ở trên đường. Nghĩ đến đây, da đầu Hứa Thất An tê dại, lạnh toát. Hệ thống. Trầm mặc một lát, trong nhà giam yên tĩnh vang lên tiếng thử của Hứa Thất An. Hệ thống không quan tâm hắn. Hệ thống. Hệ thống bố ơi, bố đi ra đi. Thanh âm hứa thất an lộ ra vội vàng. Yên tĩnh không tiếng động. Không có hệ thống, thế mà không có hệ thống. Cái này ý nghĩa hắn hầu như không có cách nào thay đổi hiện trạng, hai ngày sau, hắn sẽ mang xích cùng gông, bị đưa đi biên thùy, lấy thể phách của hắn, hẳn là sẽ không chết ở trên đường. Nhưng cái này cũng không phải chỗ tốt. Ở trong kiếp sống đảm đương công cụ hình người bị áp bức sức lao động, cuối cùng chết đi. Quá đáng sợ, quá đáng sợ rồi. Ảo tưởng tốt đẹp của hứa thất an đối với chuyện xuyên Việt cổ đại này tan vỡ như bọt biển, có chỉ có lo âu cùng sợ hãi. Ta phải nghĩ cách tự cứu, ta không thể cứ như vậy đi chết. Hứa thất an ở trong nhà giam nhỏ hẹp đi vòng vòng, như là kiến bò trên chảo nóng, như là giả thú rơi vào cạm bẫy, khổ sở suy nghĩ đối sách. Ta là luyện tinh đỉnh phong, tố chất thân thể mạnh đến dọa người. Nhưng ở thế giới này thuộc loại bạc trắng bất khuất, vượt ngục là không có khả năng. Dựa vào tông tộc cùng bạn bè. Hứa gia không phải là tộc lớn, tộc nhân phân tán các nơi, mà tận 15 vạn lượng bạc thuế bị cướp, ai dám ở trên điểm mấu chốt này cầu tình. Căn cứ luật pháp đại phụng, lấy công bù tội, thì có thể miễn trừ tội chết. Trừ phi tìm về bạc. Mắt hứa thất an đột nhiên sáng lên, cực kỳ giống người sắp chết đuối bắt được cộng cỏ cứu mạng hắn là tốt nghiệp trường cảnh sát hẳn hoi tri thức lý luận phong phú lo diệt rõ ràng năng lực trinh thám rất mạnh lại từng đọc vô số vụ án tiền lệ có lẽ có thể thử từ phương diện phá án vào tay tìm bạc về lập công chuột tội nhưng sau đó hào quang trong mắt hắn ảm đạm muốn phá án đầu tiên phải xem hồ sơ tình huống chi tiết của vụ án sau đó mới là điều tra phá án hôm nay hắn hãm sâu đại lao, kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, hai ngày sau sẽ đưa đi biên thùy. Hết cách. Hứa thất an đặt mông ngồi bệt xuống đất, hai mắt thất thần. Hắn hôm qua ở quán ba uống say mềm, tỉnh lại đã ở trong ngục giam, nghĩ hẳn có thể là trúng độc cùng chết mất mới xuyên việc đi. Ông trời ban cho cơ hội xuyên việc, không phải để cho hắn sống lại, là cảm thấy hắn chết quá thoải mái. Ở cổ đại, xung quân là hình phạt nặng gần với tử hình. Tiếp trước tuy bị xã hội vùi dập, tốt xấu sống ở một thời thái bình thịnh thế, người nói sống lại tốt bao nhiêu chứ, không nói hai lời, trộm tiền tiết kiệm của cha mẹ đi mua nhà. Sau đó phối hợp bà già, mang ông già thích chơi cổ phiếu đánh gãy tay, để ông ta không làm được con gà cho người ta thịt. Lúc này, cuối hành lang u ám truyền đến tiếng kéo xích, hẳn là cửa đã mở ra. Tiếp đó truyền đến tiếng bước chân. Một gã ngục tốt dẫn một vị thư sinh tuấn tú khuôn mặt tiều tụy, dừng lại ở trước cửa phòng giam của hứa thất an. Ngục tốt nhìn thư sinh một cái, thời gian nửa nén hương. Thư sinh sau khi Hứa ngục tốt chấp tay, nhìn theo ngục tốt rời khỏi, hắn xoay người lại đối mặt với hứa thất an. Thư sinh mặc áo choàng màu trắng ngà, mái tóc dài đen nhánh cột ở trên trâm ngọc, bộ dáng rất tuấn tú, mày kiếm mắt sáng, môi rất mỏng. Trong đầu hứa thất an hiện lên ký ức liên quan người này. Con trai thứ hai của hứa gia, hứa tân niên. Con ruột chú hai, em trai họ hứa thất an, năm nay đổ kỳ thi hương. Hứa tân niên bình tĩnh nhìn thẳng vào hắn, binh lính áp giải huynh đi biên thùy thu của đệ 300 lượng, đây là chỗ bạc còn sót lại của nhà chúng ta. Huynh an tâm đi, trên đường không có chuyện ngoài ý muốn. Vậy còn đệ? Hứa thất an ma xui quỷ khiến nói ra câu này, hắn nhớ rõ chủ nhân ban đầu thân thể này cùng người em họ này quan hệ cũng không tốt. Bởi vì thím chán ghét hắn, hứa gia trừ chú hai, người khác cũng không vừa mắc gì với hứa thất an ít nhất đường đệ đường muội sẽ không biểu hiện quá mức thân cận với hắn ngoài ra ở trong trí nhớ chủ nhân ban đầu thân thể này vị đường đệ này còn là vua mạnh miệng đỏi khu môi múa mép hứa tân niên không kiên nhẫn nói đệ đã bị tước bỏ công danh nhưng có sư trưởng thư viện che chở không cần xung quân lo cho chính huynh là được đi biên thùy thu liễm tính tình có thể sống năm nào tính năm đó Hứa tân niên theo học thư viện Bạch Lộc tiến tâm lừng lẫy ở Kinh Đô, pha chịu coi trọng, lại là cử nhân mới. Bởi vậy, sau khi nhị thúc gặp chuyện, hắn chưa bị bỏ tù, nhưng không cho phép rời khỏi Kinh Đô, nhiều ngày qua luôn chạy chọc khắp nơi. Hứa thất an trầm mặt, hắn không cảm thấy hứa tân niên sẽ tốt hơn so với mình, chỉ sợ không chỉ tước bỏ công danh, còn phải vào tiện tịch, đời đời con cháu không thể thi khoa cử, không thể thay đổi số mệnh. Hơn nữa, hai ngày sau, nữ quyến hứa gia sẽ bị đưa vào giáo phường ti, chịu làm nhục. Hứa Tân Niên là người đọc sách, hắn làm sao còn có mặt mũi sống sót ở Kinh Thành. Có lẽ bị xung quân biên cương mới là lựa chọn tốt hơn. Trong lòng hứa thất an khẽ chấn động, lao về phía trước vài bước, hai tay bám chặt hàng rào sắt, để muốn tự sát. Không chịu khống chế, trong lòng dâng lên bi thương. Ta rõ ràng không quen biết gì hắn. Hứa Tân Niên mặt không biểu cảm phất tay áo nói, có quan hệ gì với huynh đâu dừng một chút ánh mắt hắn hơi dời xuống mấy tấc không đối diện với anh họ vẻ mặt chuyển thành nhu hòa sống sót dứt lời hắn kiên quyết tất bước rời khỏi đợi một chút hứa thất an thò tay ra khỏi hàng rào bắt lấy ống tay áo hắn hứa tân niên dừng lại trầm mặt nhìn hắn để có thể kiếm được hồ sơ không hồ sơ vụ án bạc thuế mất đi hứa tân niên nhíu nhíu mày huynh cần cái này làm gì ta muốn phá án hứa thất an trầm giọng nói ta muốn biết tình huống vụ án xảy ra chết cũng chết rõ ràng bằng không ta không cam lòng nói thẳng phá án hứa tân niên đại khái sẽ cảm thấy đầu hắn chập dây rồi cho nên hứa thất an đổi cái cách nói dù sao hứa thất an ban đầu chính là tính cách vừa bướng bỉnh vừa cuột cường hứa tân niên trầm ngâm một phen nói để từng xem hồ sơ có thể nói cho huynh nghe Mấy ngày nay bôn ba vì hứa gia, án quá lớn, không ai dám ra tay giúp, hết cửa chạy chọc rơi vào đường cùng, hứa tân niên đổi cách nghĩ, ý đồ từ tìm về bạc thuế phương diện này phá vỡ cục diện. Dựa vào nhân mạch ban đầu của hứa gia cùng quan hệ của thư viện, cùng với bạc lo lót, hứa tân niên mua chuộc được nhân viên phủ kinh triệu, chép hồ sơ cho hắn. Nhưng hắn không chút kinh nghiệm phán đoán, điều tra vụ án các thứ, bất đắc dĩ bỏ cuộc. Hứa thất an nâng tay cắt ngang, để đi viết ra, nói mồm không có ý nghĩa. Toàn bộ chi tiết vụ án đều ở trong văn tự, nếu cần châm trước, nhấm nuốt, chia ra một bộ phận tinh lực đi nghe, đại não liền không thể bình tĩnh tự hỏi cùng phân tích. Năng lực trinh thám logic của hứa thất an, ở kiếp trước vẫn luôn một mình một ngựa, là nhân tài kiệt xuất trong bạn cùng khóa học. Đổi là trước kia, hứa tân niên là sẽ không quan tâm hắn, niệm hai huynh đệ lần này từ biệt, có lẽ chính là vĩnh biệt. Hắn đáp ứng thỉnh cầu cuối cùng của huynh trưởng, thấp giọng nói, chờ một lát. Bước nhanh rời khỏi. Tiếng bước chân biến mất ở hành lang, hứa thất an dựa lưng vào hàng rào ngồi xuống, trong lòng thấp thỏm phức tạp. Hắn cũng không có nắm chắc lực kèo, muốn phá án là nhu cầu, không cam lòng cũng là thật. Phương pháp tự cứu có thể nghĩ đến chỉ có một cái này, dù sao cũng phải thử một lần, giải chết một phen. Trong thủ đoạn trinh sát phá án hiện đại, điều tra hiện trường phạm tội, camera giám sát, kiểm tra thi thể là ba bộ phận tạo thành lớn ắt không thể thiếu vụ án bất bạc thuế không ai chết cổ đại cũng không có camera mà hắn hãm sâu lao ngục ba yếu tố kể trên đều chưa có điều kiện đi tiếp xúc cũng may hồ sơ ở trên trình độ nhất định có thể phục hồi hiện trường phạm tội vừa tiêu hóa ký ức chủ nhân ban đầu thân thể vừa bắt buộc mình bài trừ toàn bộ cảm xúc tiêu cực chỉ có bộ não bình tĩnh mới có thể có được suy nghĩ rõ ràng hoàn thành trinh thám nghiêm túc cẩn thận sống hay chết, phải xem kế tiếp, hắn lẩm bẩm. Một nén nhang thời gian dần dần trôi qua, hứa tân niên vội vàng quay về, mang mấy tờ giấy tuyên thành nét mực chưa khô giao cho hắn. Đã đến giờ, đệ phải đi rồi. Hứa tân niên do dự một phen, nói, bản thân huynh bảo trọng. Hứa thất an không đáp lời, ánh mắt đã bị chữ viết trên giấy tuyên thành hấp dẫn. Thời gian gấp gáp, chữ trên giấy là lối viết thảo, nếu không phải hứa thất an từng học tư thuộc vài năm, con mẹ nó căn bản không nhận ra được chỗ chữ như gà bới này. đọc sách vẫn là hữu dụng. chủ nhân ban đầu thân thể này nếu là tên mù chữ. kết thúc tung hoa. hứa thất an tự dẻo. tình huống vụ án mất bạc thuế là như vậy. giờ mão hai khắc ba ngày trước, hứa bình chí vận tải một lô bạc thuế vào kinh. giờ thìn một khắc, đi tới phố quảng nam, vừa qua cầu, bỗng nhiên nổi lên một trận gió quá dị, ngựa kinh hải nhảy vào dòng sông bên đường. Bất chợt, tiếng đổ đinh tai nhất ốc truyền đến, nước sông nổ tung dân cao 6 trường, sóng đục ngập trời. Binh lính vụ trách vận chuyển bạc thuế nhảy vào sông tìm kiếm bạc trắng, chỉ tìm về 1.215 lượng bạc, chỗ bạc trắng còn lại không cánh mà bay. Trừ tình huống xảy ra vụ án, còn có phủ kinh triệu vơ vét lời khai người qua đường, lời khai sĩ tốt tham dự vận chuyển. Ở trong một chuỗi lời khai, hứa thất an chú ý tới, một câu dùng bút chu sa màu đỏ vòng vào nói, yêu vật quấy phá yêu vật quấy phá. Con người hứa thất an co rụt lại, trái tim chìm vào đáy vực. Phủ kinh triệu, sảnh sau. Sau khi trải qua liên tục 3 ngày bôn ba bận rộn, ba người phụ trách chủ yếu vụ án mất bạc thuế tập trung một chỗ. Phủ doãn phủ kinh triệu Trần Hán Quang, trong tay đang cầm chén trà sứ trắng thanh hoa, nắp chén trà nhẹ nhàng gạt trà vụn, sắc mặt ngưng trọng. Vị quan viên chính tứ phẩm này mặc áo bào đỏ tươi, theo vân nhạn, khẽ thở dài, còn có hai ngày, thánh thượng lệnh chúng ta ở trước khi chém đầu hứa bình chí tìm về bạc thuế, hai vị đại nhân, phải nắm chặt thời gian. Hai vị trong miệng Trần Phủ Doãn, phân biệt là nam nhân trung niên mặc đồng phục màu đen, áo choàng màu đỏ tươi, mũi cao thẳng, hốc mắt hơi hỏm, con ngươi là nâu nhạt. Có một nửa huyết thống nam mang. Một vị thiếu nữ khắc mặt trứng ngỗng mặt váy vàng, mặt mày như vẻ, làn da nõn nà, tỏa sáng. Cô cầm trong tay một que kẹo đường mía, Bên hông treo túi nhỏ da hưu cùng với một cái la bàn phong thủy bát quái, dưới làng váy là một đôi giày tinh xảo theo hoa văn đám mây, đung đưa qua lại. Hai vị này là người phụ trợ phá án, nam nhân trung niên tên Lý Ngọc Xuân, xuất thân tổ chức bị quan viên đại phụng kiên kỵ vạn phần, đã canh nhân, PS người gõ mỏ. Đã canh nhân, tổ chức này, làm trinh sát, bắt, thẩm vấn, các loại hoạt động. Cũng có tham dự thu thập tình báo quân sự, suối dục tướng địch các loại công việc nó không thuộc về sáu bộ cũng không thuộc hệ thống quân sự là tổ chức tình báo của hoàng thất cũng là trác đao treo ở đỉnh đầu trăm quan toàn bộ quan viên đại phụng đều từng nghe một câu ban ngày không làm việc đuối lý buổi tối không sợ đã canh nhân mà thiếu nữ váy vàng kia là người của ti thiên giám thân phận không thấp đệ tử của giám chính ti thiên giám người trung niên ngực theo chiên bạc viết vụn kẹo đường mía thiếu nữ váy vàng phung phủ kính bên chân nhíu nhíu mày bàn tay xoay tròn không khí lăn lộn, mang những vụn kẹo đó tụ lại một chỗ. Người trung niên khẽ gật đầu, lộ ra sự sung sướng chật lóe rồi biến mất. Lúc này mới sắc mặt trầm trọng trả lời Trần Phủ Doãn, vụ án này mây mù che phủ, rất cổ quái, có lẽ phương hướng của chúng ta là sai. Lý Đại Nhân lời ấy nói từ đâu? Trần Phủ Doãn nhíu nhíu mày, vụ án phân tích đến bây giờ, cơ bản tập trung là yêu vật quấy phá, cướp đi bạc thuế. Thời gian của chúng ta không nhiều nữa, mà nay phải làm là mau chóng tróc nã yêu vật làm loạn, đừng đi nghĩ những thứ linh tinh này nữa. Trần Phủ Doãn nói, những năm gần đây, quốc khố trống trơn, các nơi thường xuyên có thiên tai, 15 vạn lượng bạc thuế tương đương với một năm thu nhập từ thuế của một huyện bình thường. Bệ hạ phẫn nộ cũng có thể hiểu được. Lão tử con mẹ nó vốn đã không có tiền, ngươi còn làm hỏng việc của ta, tức chết rồi. Trần Phủ Doãn cẩn trọng tiếp nhận vụ án này, trọng trách trên vai đè hắn gần đây ăn không ngon ngủ không yên. Nam nhân trung niên lắc lắc đầu, chưa tranh cãi, quay sang nói, hứa bình chí nơi đó có thu hoạch gì mới. Trần Phủ Doãn lắc đầu, một tên vũ phu, chỉ biết liên tiếp lãi nhảy oan uổng, hắn ngay cả bạc thuế là mất như thế nào cũng không biết. Thiếu nữ váy vàng thản nhiên nói, ta từng xem khí của hắn, không nói láo. Lý Ngọc Xuân và Trần Phủ Doãn gật gật đầu, không tiếp tục bàn luận người này. Thân là nghi phạm, Hứa Bình Chí đứng mũi chịu sào tiếp nhận điều tra, tra hỏi, kết giao người với người cùng tình trạng tài chính các thứ, đều bị sờ hết một lần, lại phối hợp thuộc vọng khí của ti thiên giám, trước mắt đã bài trừ hiềm nghi. Đương nhiên, bạc thuế mất đi, Hứa Bình Chí không làm tròn trách nhiệm, tội chết khó thoát khỏi. Nam nhân trung niên và Trần Phủ Doãn sắc mặt nghiêm túc, tâm tình nặng nề. Chỉ có thiếu nữ váy vàng áp lực nhẹ nhất, không tim không phổi mút kẹo. Lúc này, tiếng bước chân truyền đến, một vị nha dịch vội vàng tiến vào tay phải cầm một cây ống trúc tinh xảo tay trái mang theo một cái túi giấy dầu bên trong là bánh bao thịt heo nóng hôi hổi nha dịch mang ống trúc đưa qua trước thiếu nữ váy vàng chưa tiếp nhận đôi mắt sáng như chứa các ngôi sao liếc bánh bao thịt heo nha dịch biết điều thay đổi trình tự thiếu nữ váy vàng vui rạo rực bắt đầu ăn bánh bao thịt heo lúc này mới tiếp nhận ống trúc rút ra một tờ giấy mở ra đọc người của ta nói 20 dặm ven đường, chưa ở trong sông quan sát kiểm tra được yêu khí, bên bờ cũng không có dấu vết. Bốt Không khí áp lực rốt cuộc sôi trào, Trần Phủ Doãn giận giữ đập bàn, tức giận sắc mặt xanh mét, 15 vạn lượng bạc, có thể mang đi đâu. Nó dù sao cũng phải lên bờ, dù sao cũng phải lên bờ. Giờ cũng 3 ngày rồi, ngay cả tung tích của đối phương cũng không tìm được. Đáng giận, yêu vật phương nào dám trộm bạc thuế đại phụng ta, bản quan nhất định khiến nó hình thần câu diệt. Bạc thuế không tìm về được, hắn gánh tiếng xấu, hoàng thượng cũng sẽ không quản hắn ủy khuất hay không, mông ngồi vị trí này, thì phải gánh tiếng xấu. Quan trường chính là như thế, vất vả trèo lên, ngã xuống lại rất dễ dàng. Người trung niên Lý Ngọc Xuân phun ra một hơi, một lần nữa tiếp tục đề tài vừa rồi, có thể hay không là phương hướng chúng ta điều tra sai rồi, có thể không phải yêu vật gây ra. Trần Phủ Doãn nhìn về phía hắn, hít sâu một hơi áp chế cơn giận trong lòng không phải yêu vật vậy yêu phong từ đâu đến bạc xuống sông sao lại bỗng dưng biến mất sao có thể nổ tung ra sóng nước cao mấy trượng mang hai bờ sông đánh rách tả tơi vấn đề này không ai có thể trả lời lý ngọc xuân nói nguyên nhân yêu vật cướp đi bạc thuế là cái gì trần phủ doãn hơi trầm ngâm loài yêu quái làm việc cũng không hỏi tâm muốn làm gì thì làm truy cứu nguyên nhân chẳng qua là tự tìm phiền não Thiếu nữ váy vàng lại có ý kiến khác, thịt người không phải ngon hơn. Ô, các ngươi chờ, ta ăn xong bánh bao trước. Cô hự hự mang hai cái bánh bao thịt heo ăn hết, mặt mình cũng biến thành cái bánh bao nhỏ, cố gắng nuốt xuống, uống một ngụm trà, lúc này mới tiếp tục đề tài vừa rồi, có thể nói thoải mái chuyện thịt người. Loài yêu quái làm việc không cố kỵ gì, bạc ở trong mắt chúng nó chưa chắc mê người bằng người sống. Cho dù muốn bạc, ăn cắp hoặc cướp bóc cũng ổn thỏa hơn so với trực tiếp cướp đi bạc thuế. Ở Kinh Đô Đại Phụng, bên đường cướp đi bạc thuế, phiêu lưu quá lớn. Trần Phủ Doãn gật đầu, nói có lý, không bài trừ là bị người ta sai kiến. Lý Ngọc Xuân nheo mắt, như vậy ai sẽ sai khiến yêu quái đánh cắp bạc thuế? Lý do là cái gì? Vì sao thế nào cũng phải là một lô bạc thuế này, thế nào cũng phải là 15 vạn lượng? Chúng ta có thể nghĩ như vậy, kẻ làm chủ phía sau màn cần một khoản khổng lồ, nhưng lại không thể gây ra động tĩnh quá lớn. Nói chuẩn xác, không thể không kiên nể gì vơ vét của cải. Trần Phủ Doãn hơi động tâm. Vì thế liền nhằm vào bạc thuế. Thiếu nữ váy vàng miếm bờ môi tươi đẹp. Con đường vận chuyển bạc thuế là ngẫu nhiên, do ngự đao vệ bách hộ hứa bình chí lâm thời quyết định, mà yêu vật lại có thể sớm mai phục dưới sông. Trong đội ngũ vận chuyển, vô cùng có khả năng có nội ứng. Lý Ngọc Xuân nói xong, nhìn Trần Phủ Doãn. Đi thư viện Vân Lộc, tìm cao nhân nho gia tới hỏi tâm. Thiếu nữ váy vàng liếc xéo hắn một cái, ngươi là kinh thường vọng khí thuật của ti thiên giám chúng ta sao, ta cũng nói rồi, binh lính vận chuyển bạc thuế ở đây, đều là không biết tình hình chút nào. Lối suy nghĩ lại kẹt, ba người trầm mặt một phen. Không khí lập tức an tĩnh như chết. Lý Ngọc Xuân cúi đầu nhìn kỹ hồ sơ, Trần Phủ Doãn thở vắng than dài thiếu nữ váy vàng đùa nghịch la bàn phong thủy bên hông, nghĩ trước khi mặt trời lặn rời khỏi phủ kinh triệu, vào cung tìm trưởng công chúa ăn ké bữa cơm. Tay nghề đầu bếp hoàng cung, hàng ngũ số một đương thời. So sánh với bọn họ, thiếu nữ váy vàng tên là Thải Vi càng nhiều là đảm đương thân phận khách khanh, phụ trợ phá án. Cô không quan không chức, tuy là một trong những người phụ trách vụ án, lại không cần gánh trách nhiệm quá lớn. Ánh mắt Trần Phủ Doãn khẽ động, thử nói, trước mắt vụ án tiến triển chậm chạp mà thời gian cấp bách thật là làm người ta lòng nóng như lửa đốt lý đại nhân không bằng đi thỉnh giáo ngụy công nam nhân trung niên liếc xéo hắn một cái hừ lạnh quan văn các ngươi có kinh sát đã canh nhân chúng ta cũng có nói thật đi đây là kiểm tra ngụy công cho ta trần phủ doãn cười khổ nói án này không phá được vị trí dưới mông ta chỉ sợ cũng không giữ được trên dưới triều giả đều đang nhìn chúng ta Hai người đối diện trong lặng lẽ, không khí ngưng trọng. Nếu là yêu vật quấy phá, vậy ta liền không có cách nào nữa. Hứa thất an sắc mặt trắng bệch, cảm nhận được ác ý thật sâu của ông trời. Thế giới này là có yêu quái, yêu tộc từ xưa tồn tại, cùng nhân loại săn bắn lẫn nhau, cắn nuốt lẫn nhau. Nam Cương, trong thập vạn Đại Sơn, có một vạn yêu quốc, là nơi tụ cư lớn nhất của yêu tộc. 500 năm trước, các nước phương Tây ở dưới Phật môn dẫn dắt, hướng vạn yêu quốc Nam Cương tuyên chiến, trước sau đánh chiến tranh 60 năm, cuối cùng dẹp yên yêu quốc. Trên sách sử mang trận chiến dịch này đặt tên là Giáp tử đảng yêu. Từ đó về sau, khí vận yêu tộc bị hao tổn, dần dần suy thoái. Mà Phật môn từ đó về sau một bước lên trời, Phật đạo hưng thịnh. Dùng tri thức đời sau của hứa thất an để lý giải, ở trong trận tranh đoạt chiến chuỗi thức ăn này nhân loại đạt được thắng lợi. Nếu bạc thuế là yêu vật làm, như vậy, hắn chỉ có tiền bạc về mới có thể bảo vệ bản thân, bảo toàn hứa gia. Làm một gã răng bạc kẻ luyện tinh đỉnh phong, hứa thất an cảm thấy mình không có cách nào lật kèo. Vào mùa thu, thời tiết ẩm ướt lạnh lẽo, hứa thất an toát mồ hôi lạnh khắp người. Hắn sợ rồi. Dung hợp ký ức chủ nhân ban đầu của thân thể, biết mình căn bản không có khả năng vượt ngục, càng biết xã hội hoàng quyền cao cao tại thượng này, nhân quyền quá mỏng yếu. Nằm quyền sanh sát trong tay, tất cả ở trong một ý niệm của người khác trước kia cũng từng ảo tưởng xuyên về cổ đại làm thơ làm màu cảm thấy rất sướng hiện thực đã hung hăng tắt hắn một cái xuyên việc còn phải chịu xã hội vùi dập không đây chỉ là đoán đây chỉ là nha môn phủ kinh triệu đoán ta không thể bị suy đoán của bọn họ ảnh hưởng ta tự làm tự đi phân tích còn có thể cứu giúp còn có thể cứu giúp dục vọng cầu sinh mãnh liệt khiến hắn nhanh chóng bình tĩnh lại Lo Diệt một lần nữa trở nên nghiêm cẩn, rõ ràng. Yêu vật vì sao phải đánh cắp bạc thuế, thịt người không thơm sao? Cho dù thiếu bạc cũng không cần thiết nhằm vào bạc thuế. Nghe trên sách nói yêu nữ yêu tộc ai cũng quyến rũ, dáng người hấp dẫn. Không biết có miêu nương cẩu nương hay không? Bốt. Hứa thất an cho bản thân một cái tác, một lần nữa suy luận. Suy luận quan trọng nhất là làm phép trừ, mang manh mối bày ra từng cái một, tiến hành lọc nếu không sẽ là búi sợi, chỉ có thể càng nghĩ càng loạn. Hai manh mối rõ ràng nhất của vụ án bạc thuế. một Cơn gió kỳ quái. 2. Vụ nổ sau khi bạc thuế rơi xuống sông. Trừ người luyện võ, các hệ thống tu luyện lớn đều có được năng lực tạo ra cơn gió khác lạ, bởi vậy, manh mối một chỉ có thể làm bằng chứng có người tu hành, tham dự, không thể đưa ra mục tiêu chi tiết hơn nữa. Nhị thúc xuất thân người luyện võ hiềm nghi liền giảm bớt, tuy nói không bài trừ hắn hợp mưu với người ta vụ nổ của manh mối hai là một điểm đáng ngờ không hợp lý người tu hành đẳng cấp cao chiến đấu dẫn tới vụ nổ rất bình thường nhưng trong vụ án bạc thuế mất tích này không tồn tại vũ lực đánh nhau chết sống bởi vậy vụ nổ xuất hiện không hợp lý trừ phi là không thể không nổ hứa thất an lẩm bẩm trong các hệ thống tu luyện lớn có nghề nào là cần dựa vào vụ nổ để đạt thành mục đích hứa thất an suy nghĩ một lát chưa ra được đầu mối sau đó kinh ngạc phát hiện mình cùng phủ kinh triệu phạm vào sai lầm giống nhau lối suy nghĩ của phủ kinh triệu ngay từ đầu đã xảy ra vấn đề căn cứ manh mối rõ ràng nhất trong vụ án phán đoán hung thủ là yêu vật sau đó liền ở trên con đường này chạy như điên một đi không trở lại cái này không sai vấn đề xảy ra ở phán đoán này quá mức qua loa hứa thất an tuy đã dung hợp ký ức nhưng vẫn đang lấy tư duy người hiện đại làm chủ đạo lấy kinh nghiệm kiếp trước làm chủ, hắn càng thích ở trên hồ sơ kéo tơ lột kén, đi nhấm nuốt các chi tiết không dễ phát hiện đó, sau đó lại kết luận. Con đường này ta tạm thời không nghĩ ra, vậy đổi lối suy nghĩ, từ nơi khác đột phá. Ta trước bài trừ là yêu vật làm loạn, giả thiết đây là một sự kiện tỉ mỹ mưu tính, con người làm ra. Như vậy, hắn tất nhiên sẽ ở để lại sơ hở trong vụ án. Nguyên tắc trao đổi vật chất lo các nói cho chúng ta biết, phàm là thực thi phạm tội, thì nhất định sẽ ở hiện trường lưu lại dấu vết trực tiếp hoặc gián tiếp. Dấu vết muôn hình muôn vẻ có thể chia làm hai loại lớn, cụ thể nhớ không quá rõ, hẳn là dấu tay dấu chân, vân tay, dấu vết xe ngựa, dấu vết công cụ khí giới vân vân. Sơ hở không ở trong hai manh mối bắt mắt nhất này, mà ở trên các dấu vết muôn hình muôn vẻ này. Căn cứ hồ sơ miêu tả, hứa thất an ở trong đầu lập lại quá trình nhị thúc vận chuyển bạc thuế. Adrenaline điên cùng tiết ra, tế bào não sinh động cao độ. Nếu pheromone có thể màu sắc tự vệ, chúng nó tựa như cá chép trong ao, điên cùng tranh ăn, mặt nước sôi trào. Dựng lại từng lần một, cân nhắc từng lần một, các loại tin tức cùng manh mối trên hồ sơ hội tụ, đại não hắn tựa như CPU vận hành tốc độ cao. Theo các loại tin tức kép lại, vụ án càng ngày càng rõ ràng. Không biết từ khi nào, hứa thích an cảm giác mình tiến vào trạng thái nào đó, linh hồn hắn nhẹ nhàng bay lên đột phá thân xác người phàm, đột phá nhà cửa, tới trên không kinh đô. Thời gian như trôi ngược lại, phía đông tờ mờ sáng, mặt trời sắp mọc lên, hứa bình chí dẫn một đám giáp sĩ mặc áo giáp, cầm binh khí, hộ tống bạc thuế tới bộ hộ. Lúc này, là giờ mão hai khắc. Đi tới phố Quảng Nam, bỗng nhiên một trận gió quái lạ nổi lên, ngựa kinh hải, lao xuống sông. ầm, Mặt sông nổ tung, sóng đục ngầu bay tứ tung một tiếng nổ này giống như cũng vang ở trong lòng hứa thất an hắn như phản xạ có điều kiện đạp chân tỉnh táo lại trong ánh mắt lộ ra mỏi mệt mặt lại đầy sự phấn chấn cùng mừng rỡ như điên ta biết rồi ta biết rồi ha 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 ta giải được câu đố rồi hứa thất an cười điên cuồng dùng sức đập vào hàng rào người đâu người đâu người đâu mau tới Một cốt phụ trách canh gác bị kinh động mang theo một cái gậy quát ồn ào ngại sống lâu phải không dùng sức gõ hàng rào hù dọa hứa thất an hứa thất an lui một bước buông ra cái tay cầm hàng rào miễn cho bị đập gãy đầu ngón tay hắn trầm giọng nói ta muốn gặp phủ doãn một tên tù nhân gặp phủ doãn cũng không đái một bãi soi lại mình đi ngục tốt tức quá mà cười mang gậy thò vào hàng rào đi chọc hứa thất an hứa thất an lại lui tiếp né tránh ngươi còn dám tránh ngục tốt sờ chìa khóa trên lưng cười dữ tận nói lão tử hôm nay đánh gãy chân của ngươi ta có manh mối quan trọng vụ án bạc thuế bị cướp ta muốn gặp phủ doãn chậm trễ vụ án ngươi chịu trách nhiệm hứa thất an nhìn chằm chằm vào hắn sắc mặt ngục tốt cứng đờ sảnh trong thiếu nữ ăn xong bánh bao tiếp tục ngậm kẹo khi thì từ trong cái túi nhỏ da hu lấy ra mấy viên mứt hoa quả ăn kèm một bên tình cảnh bi thảm một bên không tim không phổi bệ hạ giao trách nhiệm chúng ta phá án trong năm ngày đây là vì thời gian kéo dài quá lâu bạc thuế rất có thể không tìm về được nữa trần phủ doãn ở trong sảnh đi qua đi lại hắn ngồi không yên được nữa nhưng thời gian gấp gáp như thế chúng ta bó tay chẳng có cách nào phá án là cần thời gian phủ doãn đại nhân vỗ tay bốt trầm giọng nói ta tự mình đi cầu ngụy công mang hồ sơ cho ta lý ngọc xuân do dự một phen ta đi cùng với ngươi thiếu nữ váy vàng liếc hắn thản nhiên nói vậy còn được có vị đại quốc thủ này của đại phụng chúng ta ra trận hai ngươi liền không cần bị bệ hạ hỏi trách nhưng mất điểm ở trong lòng ngụy công so với bị bệ hạ trách mắng nghiêm trọng hơn nhiều nàng cười lên lộ ra hai cái răng khẽn trắng lấp lánh nam nhân trung niên xa sầm mặt một nha sai mặc áo của nha môn cúi đầu bước nhanh tiến vào không người nói phủ doãn đại nhân ngục tốt bẩm báo hứa thất an cháu hứa bình chí vừa mới nói có manh mối quan trọng liên quan vụ án bạc thuế bị cướp muốn gặp mặt đại nhân ánh mắt ba người đồng thời ngưng trọng hứa thất an nếu nhớ không lầm đây chỉ là nhân vật ngoài rìa không quan hệ với vụ án sau khi trải qua lúc ban đầu thẩm vấn tra tấn liền bị nhận định là hạng người không liên quan gì tới vụ án trần phủ doãn trầm ngâm một phen nói đưa người đến đây chỉ một lát hứa thất an mặc quần áo tù trên người có từng vết máu khô bị nha dịch dẫn tới, trong lúc bước đi, còng tay xiền chân vang lên len ken. Vừa bước vào sảnh trong, liền cảm giác ba ánh mắt sắc bén ném về phía mình. Mặc áo bào đỏ tươi hẳn là phủ doãn, theo mây và chim nhạn, từng là quan to tứ phẩm. Ông chú ở ngực theo chiên bạc, á, tổ chức đã canh nhân. Móa, cô nương này giá trị nhan sắc rất tốt, quá xinh đẹp rồi nhỉ. Lấy chồng chưa? Lại liếc qua bộ ngực, hứa thất an bình tĩnh lại rất nhiều nhanh chóng cúi đầu biểu hiện ra tư thái rất khiêm tốn trần phủ doãn ngồi trên ghế to mặt không có biểu cảm gì giọng thẩm vấn phạm nhân rất uy nghiêm hứa thất an ba ngày trước lúc vào tù ngươi cũng chưa nói mình có manh mối quan trọng ngươi có biết hậu quả giấu giếm không báo hay không lão bánh quẩy quan trường cho dù trong lòng sốt ruột muốn chết mở miệng tuyệt không hỏi manh mối mà là tạo áp lực tâm lý có thể đến nơi đây, nói rõ kế hoạch đã thành công một nửa, hứa thất an coi như bình tĩnh, đại nhân, ngay tại vừa rồi, nhị lan hứa gia tới tìm ta, ta hỏi hắn lấy hồ sơ. Đầu tiên phải thành thực. Ba người ở đây đều biết hứa tân niên, cũng không phải hắn nổi tiếng bao nhiêu, mà thân là trưởng tử của hứa bình chí, ba vị chủ sự tự nhiên sẽ có điều tra. Cái đó và manh mối ngươi nói, có liên hệ gì? Trần Phủ Doãn hỏi. Hảo dân bắt đầu từ trong hồ sơ suy luận ra chân tướng vụ án. Đợi một chút, Trần phủ Doãn ngắt lời hắn, thân thể hơi nghiêng về phía trước, từ trong hồ sơ. Điều này khác với hắn nghĩ. Ta đã phá án. Hứa Thất An gật gật đầu, tỏ vẻ chính là như thế. Trần phủ Doãn áp chế suy nghĩ gọi người mang tiểu tử này đuổi về đại lao, sắc mặt nghiêm túc, ngươi nói xem, nhưng bản quan nhắc nhở ngươi, nếu ăn nói bừa bãi, 200 roi có thể đánh ngươi xương thịt chia lìa vụ án bạc thuế bị cướp, thật ra không phải yêu vật gây ra, mà là con người làm. Một câu, chấn động cả ba người. Trần Phủ Doãn đang nghe chuyện trên TV audio CV vỗ mạnh bàn, phẫn nộ quát, nói hưu nói vượng, người đâu, kéo xuống, phạt 200 trượng. Yêu vật cướp đi bạc thuế, hầu như là chuyện đã đóng đinh định luận, là nhận thức chung của ba vị chủ sự. Nếu lúc trước chờ mong hứa thất an có thể cho ra manh mối có giá trị, bây giờ là hoàn toàn thất vọng đơn giản là mau đầu tiểu tử chó cùng rứt dậu ăn nói ngông cuồng. Mắt nam nhân trung niên hơi sáng lên, vẫy lui nha dịch xông vào, Trần Đại Nhân an tâm một chút chớ nóng. Ánh mắt hắn xoay đi, nhìn chầm chầm hứa thất an, sáng quắc, mang theo đánh giá cùng chờ mong, người nói xem. Vị Trần Phủ Doãn này tính tình có chút nóng nảy. Hứa thất an biết tới lúc mình biểu hiện rồi, căn cứ khẩu cung thủ vệ cửa thành, nhị thúc ta là ở giờ mão hai khắc vào thành, giờ thình một khắc, đội ngũ vận chuyển bạc thuế đến phố Quảng Nam, lúc này, cơn gió quái lại chợt nổi lên, ngựa kinh hải lao xuống sông. Hắn cố gắng để giọng điệu không kêu không nịnh, thể hiện mình trấn định hơn, do đó tăng thêm sức thuyết phục. Trần Phủ Doãn gật gật đầu, đây chính là lý do chúng ta kết luận đây là yêu vật ẩn náu trong sông, mượn cơ hội cướp đi bạc thuế. Không. Hứa thất an lớn tiếng phản bác, yêu phong chỉ là thủ thuật che mắt, vụ nổ trong sông cũng là thủ thuật che mắt, thật ra là vì để các ngươi xem nhẹ một sơ hở, một sơ hở trí mạng. Trần Phủ Doãn cấp bách truy hỏi, sơ hở gì? Nam nhân trung niên bày ra tư thái lắng nghe. Thiếu nữ váy vàng trắng mứt hoa quả không ăn, đôi mắt tỏa linh khí kia như có hứng thú nhìn chầm chầm hứa thất an. Hồ sơ bọn họ lăn qua lộn lại xem rất nhiều lần, rõ như lòng bàn tay đối với tình huống vụ án xảy ra, cũng chưa từng phát giác có sơ hở gì. Nhị thúc ta vận chuyển 15 vạn lượng bạc thuế, Xin hỏi mấy vị đại nhân, 15 vạn lượng bạc, nặng mấy cân? Nam nhân trung niên vẻ mặt cứng ngắc, thiếu nữ váy vàng thì nghiêng đầu, rất lâu chưa quay thẳng lại. Trần phủ doãn không vui nói, có chuyện thì nói, đừng thừa nước đục thả câu. Hứa Thất An vốn là muốn đưa ra nhắc nhở, để mấy vị đại nhân tự mình khám phá sơ hở thật lớn này, nhưng tựa như khéo quá hóa vụng rồi. Năng lực tính nhanh có chút lao, các ngươi đám người cổ đại này. Hứa Thất An nói ngay là 9.375 cân. Dựa theo công thức đổi chất lượng của thế giới này, một cân 16 lạng, 15 vạn lượng bạc là 9.375 cân. Nam nhân trung niên nhíu nhíu mày, hắn trong mơ hồ đã nắm bắt được cái gì? Thiếu nữ váy vàng nhíu mày, cái này có thể nói lên điều gì? Giọng cô thanh thúy như chuông bạc. Nói lên cô không quá thông minh đó cô bé. Hứa thất an nói, từ cửa thành đến phố Quảng Nam, lộ trình bao nhiêu? Nam nhân trung niên trả lời, 30 dặm. Trên đường đi qua mấy phố xá sầm uất. 4. Cước trình ngựa tồi như thế nào? Ngựa tồi, nam nhân trung niên bỗng nhiên trợn trừng hai mắt, đứng bật dậy. Hắn dùng sức trợn to hai mắt, lộ ra một loại vẻ mặt giật mình, hóa ra là thế, thì ra là như vậy. Ba ngày truy tung, lùng bắt tung tích yêu vật không thu hoạch được gì, vị đã canh nhân kinh nghiệm phong phú này đã ý thức được có thể đi nhầm phương hướng nhưng trong đầu óc chưa có một lối suy nghĩ rõ ràng, cho nên sau khi bị phủ định trước đó, liền không để ở trong lòng. Gia đầu Trần Phủ Doãn có chút tê, bởi vì hắn vẫn như cũ chưa nghe ra có vấn đề gì, thể hiện hắn vị Phủ Doãn này đặc biệt không có trí tuệ. Trần Phủ Doãn nhìn thiếu nữ váy vàng, trong lòng cân bằng hơn không ít. Thiếu nữ váy vàng buồn bực nói, nơi nào có vấn đề. Nam nhân trung niên có chút vấn chấn, thời gian, thời gian không đúng phố Quảng Nam cách cửa Nam thành chừng 30 dặm, lấy cước lực ngựa kém, ven đường phải qua bốn phố xá sầm uất, giờ mão hai khắc vào thành, không có khả năng ở giờ thìn một khắc đến phố Quảng Nam. Hắn đây là bị ấn tượng đi trước ảnh hưởng, cho rằng đây là yêu vật quấy phá cướp đi bạc thuế, trải qua hứa thất an kéo tơ lột kén, lập tức nhấm nuốt ra vấn đề. Nhưng bạc thuế quả thật là ở giờ thìn vận chuyển đến phố Quảng Nam, lúc ấy có không ít dân chúng thấy ngựa lao xuống sông, không có khả năng là giả thiếu nữ váy vàng giọng giòn tan nói. Trần Phủ Doãn hài lòng gật đầu, phụ họa, điều này giải thích thế nào? Cái này. Nam nhân trung niên ngây người, theo bản năng nhìn về phía hứa thất an. Bởi vì áp tải căn bản không phải bạc. Hứa thất an nói năng có khí phách. Vớ vẩn. Trần Phủ Doãn phản bác, không nói đến nhị thúc ngươi cùng binh lính có mắt hay không, trong hồ sơ có ghi vào dân chúng lúc ấy có mặt khai, ngựa lao xuống sông, bạc trắng bóng lăn xuống nước. Hắn vung vẩy hồ sơ trong tay, cái này cũng có giả. Mắt thấy không nhất định là thật. Thảo dân nguyện ý tự mình giải thích nghi hoặc cho đại nhân. Ánh mắt hắn dừng ở trên bàn, mượn giấy bút dùng một chút. Trần Phủ Doãn phất phất tay, ý bảo tự tiện. Hứa thất an kéo xiền xích tới cạnh bàn, đổ mực mài nghiền, trải giấy tuyên thành ra, bắt đầu viết siêu siêu vẹo vẹo. Đại nhân, xin dựa theo yêu cầu của Thảo dân, chuẩn bị vật trên giấy. Viết xong, Hắn mang giấy tuyên thành đưa cho Trần Phủ Doãn. Trần Phủ Doãn tiếp nhận giấy tuyên thành nhìn lướt qua, không hiểu ra sao. Ta xem chút. Thiếu nữ váy vàng tới vô giúp vui, vương bàn tay trắng muốt tiếp nhận giấy tuyên thành. Sau đó không hiểu ra sao. Nam nhân trung niên Lý Ngọc Xuân nhìn lướt qua trang giấy, làm ra bộ dáng mặt không biểu cảm, không lộ dấu vết mang giấy tuyên thành gấp lên một góc vuốt phẳng, sau đó đưa cho Trần Phủ Doãn. Một khắc đồng hồ sau, Hai nha dịch mang đồ sách vào, bày ở sảnh trong. Ba vị đại nhân nhìn quét qua đồ đạc, sau đó quay đầu nhìn về phía hứa thất an. Trần Phủ Doãn trầm giọng nói, đồ ngươi muốn đều ở nơi này rồi, cần phải trả lời cho bản quan hài lòng. Thái độ hắn có thay đổi rồi. Trong thời gian một khắc đồng hồ, vị quan viên chính tứ phẩm này vắt hết óc suy nghĩ thật lâu, không thể không thừa nhận, hứa thất an suy đoán rất có đạo lý, nhưng vẫn có rất nhiều nỗi băn khoăn chưa giải được, ví dụ như bạc thuế rơi xuống sông cũng là sự thật. Trong đó có huyền cơ gì, hắn không tìm hiểu ra. Hứa thất an gật gật đầu, ngồi sổng xuống ở trước đồ vật, đạo cụ trước người phân biệt là nến, diêm, chén sứ, dây sắt. Việc hắn muốn làm rất đơn giản, tri thức hóa học cấp 3, lấy ra kim loại nột. Đặt ở cổ đại, thứ này căn bản không có khả năng lấy ra, hai chỗ khó, điện, điểm nóng chảy natri chlorua. Nhưng ở thế giới này, hứa thất an biết có một nghề có thể làm được một điểm này. Ti thiên giám thuật sĩ đệ lục phẩm, luyện kim thuật sư. Luyện kim thuật sư ở đại phụng thuộc loại nghề nổi tiếng, các loại phát minh, sáng tạo của bọn họ đã sớm dung nhập đến trong cuộc sống người thường. Hứa thất an cũng không xác định bạc thuế nổ tung nhất định chính là kim loại natri, điểm ấy không quan trọng, quan trọng là mở ra một lối suy nghĩ để giải thích hiện tượng bạc thuế nổ. Ở trong quá trình xử án, giả thiết lớn mật, suy luận nghiêm cẩn là công tác chuẩn bị giai đoạn trước. Cuối cùng mới là đi nghiệm chứng, đi sưu tập chứng cớ. Kiếp trước từng gặp được một vụ án mưu sát làm ký ức hắn hãy còn mới mẻ, các cảnh sát hình sự suốt cả ngày đêm, căn cứ manh mối mở ra sức tưởng tượng, làm ra mấy phỏng đoán quá trình vụ án, lấy đây là cơ sở, đi sưu tập chứng cớ. Sau đó lại phủ định hết, một lần nữa suy luận. Bạc thuế cũng có khả năng không phải kim loại natri, tóm lại luyện kim thuật sư có thể làm được một điểm này. Vậy là đủ rồi. Tìm về phương hướng chính xác cho mấy vị đại nhân, đây mới là điều hắn phải làm. Phương hướng đúng rồi, thì có thể truy theo nguồn gốc đi điều tra, không khó tìm ra bàn tay phía sau màn. Nếu là còn dãy dụ ở trong tư duy yêu vật làm loạn, án vĩnh viễn cũng không phá được, cho dù tương lai án phá, hắn đã bị triều đình, tiễn ngươi rời khỏi, xa tận chân trời. Hắn dùng nước hòa tan muối thô, sau khi quấy, mang giấy tuyên sống phủ ở miệng chén, từ từ đổ nước muối vào. Sau khi lọc, lại mang chén sứ đặt ở trên nến để nung, dùng thẻ trúc không ngừng quấy. Không bao lâu, nước muối trong chén chân khô, bên trong phân ra tinh thể chính là natri chlorua. Bản chất chính là mang muối tiến một bước chiết xuất. Trần Phủ Doãn, nam nhân trung niên, thiếu nữ váy vàng giá trị nhan sắc siêu cao, ba người đứng ở bên cạnh vây xem, hết sức chuyên chú nhìn hứa thất an ngẩng đầu hướng thiếu nữ váy vàng nhếch miệng cười đại nhân là đệ tử ti thiên giám à hắn chú ý tới cái la bàn phong thủy kia bên hông món đồ chơi này trừ đệ tử ti thiên giám sẽ không có ai dùng thiếu nữ váy vàng cầm một tiếng cười hì hì nói gia sư là giám chính ti thiên giám mặt trái xoan tinh xảo rạng rỡ tựa như trứng gà bóc vỏ trắng nõn vô cùng đệ tử của giám chính ngực thế nào cũng không sao cả hứa thất an giọng điệu nhẹ nhàng phiền tỷ tỷ làm nóng chảy kết tinh này cho ta của natri clorua đại khái là bát trăm độ c thiếu nữ váy vàng biểu cái miệng nhỏ nhắn khống chế lửa là năng lực luyện kim thuật sư mới có ta chỉ là phong thủy sư nhưng sư phụ ta tặng ta món pháp khí cô chuyển giọng tháo xuống la bàn phong thủy bên hông ngón tay ngọc trắng trẻo múa máy vài cái đưa khí cơ vào lửa tự sáng lên lui lại hứa thất an lập tức lui về ngay sau đó ngọn lửa sáng ngời đến chói mắt phục lên bao phủ chén sứ dừng hứa thất an lập tức hô dừng tiếp theo nhanh chóng mang hai thanh sắt cắm vào chén sứ hỏi bật điện không là lôi pháp chú ý khống chế điện áp từng bộ sậu này rất khó có lẽ sẽ thất bại rất nhiều lần cô xoay la bàn phong thủy ngón tay ngọc trắng trẻo thắp sáng chữ lôi trong hư không hiện lên vài luồng hồ quang chạm vào trên thanh sắt. Xẹt xẹt, natri chlorua nóng chảy xảy ra phản ứng hóa học kịch liệt. Dừng. Hứa thất an ngừng thở, ghé đến miệng chén nhìn, một cục kim loại màu bạc sáng thành hình, bên cạnh là bộ phận tinh thể cùng tạp chất chưa chuyển hóa. Thế mà một lần đã thành công, điện áp vừa vặn tốt. Hứa thất an ngạc nhiên lẫn vui mừng. Phép điện phân thu hoạch kim loại natri, điện áp đại khái ở 6, 15V, hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý thất bại nhiều lần. Không ngờ Hoàng đế châu Âu nhập, một lần là thành công. ts Hoàng đế châu Âu, đây là một từ mạng bên Trung, chỉ người cực kỳ may mắn. Từ này bắt nguồn từ hai tựa game online, can tai Collection và Warship Gun. Trần Phủ Doãn cùng người trung niên sốt ruột không chịu nổi ghé đầu tới xem, trong chén, là một cục kim loại màu bạc, nhìn qua, thế mà lại rất tương tự với bạc trắng. Con ngươi Trần Phủ Doãn co ruột lại, trong lòng cực kỳ rung động. Lý Ngọc Xuân dùng sức siết chặt nắm tay, sững sờ nhìn khối kim loại màu bạc, trong đầu như có tia chất bổ qua, bổ ra toàn bộ sương mù. Mấy vị đại nhân mời xem. Hứa thất an mang kim loại natri đổ ra, dùng giấy tuyên thành gói lại, cân nhắc ở trong tay. Thứ này so với bạc nhẹ hơn rất nhiều rất nhiều, nhưng vẻ ngoài lại cực kỳ tương tự, nếu có ai dùng thứ này giả mạo bạc, có thể lấy giả thay thật hay không? mấy vị đại nhân cũng có thể cân nhắc một chút. Hắn mang kim loại natri giao cho Trần Phủ Doãn, lúc này, màu sắc kim loại natri dần dần chuyển thành ảm đạm, cùng bạc hầu như là giống nhau như đúc. Người trung niên tiếp nhận, cân nhắc, hai mắt hắn lập lòe phát sáng, liên thanh nói, quả nhiên nhẹ hơn rất nhiều, nếu vận chuyển là thứ này, vậy thì hợp tình hợp lý rồi. Thải vi cô nương, ngươi thử xem. Thiếu nữ váy vàng tiếp nhận, cân nhắc chút, sau đó ánh mắt cổ quái nhìn chầm chầm hứa thất an, ngươi, ngươi là luyện kim thuật sư. Không, ta không phải, ta chỉ là tay mơ về hóa học. Người đọc sách cách suy nghĩ xét cho cùng khá sinh động, Trần Phủ Doãn sau khi ngạc nhiên lẫn vui mừng, bỗng nhiên lắc lắc đầu, trầm giọng nói, không, không đúng, cho dù bạc bị thay thành thứ này, vậy vụ nổ là thế nào? Nếu không phải trong sông cất dấu yêu vật, bạc giả vào nước sao có thể phát nổ? Hứa thất an chưa trả lời, đưa tay cầm kim loại natri, đi đến bên bàn sách, ném vào trong vò rửa bút. Ánh lửa mãnh liệt sáng lên, khói đặc cuồn cuộn. Đoàn Kim loại natri ở trong nước kịch liệt phản ứng, vò rửa bút nước ra khe hở nhỏ bé dày đặc. Cái này, cái này, Trần Phủ Doãn ngây người. Bạc giả này gặp nước sẽ nổ, bên này có thể giải thích vì sao bạc sau khi rơi xuống nước sẽ phát nổ kịch liệt như vậy. Hứa thất an giải thích. Nam nhân trung niên lẩm bẩm, ngay từ đầu, chúng ta đã bị lầm đường, kẻ làm chủ phía sau màn thông qua vụ nổ cùng yêu phong, khiến chúng ta cho rằng là yêu vật quấy phá, mang trọng điểm tra án đặt ở truy tung cùng lùng bắt. Khó trách vọng khí thuật của khâm thiên giám cũng không quan sát đo lường được yêu vật. Hứa thất an bổ sung nói, sau khi bạc thuế rơi xuống nước, sĩ tốt chỉ tìm về hơn một ngàn lượng bạc, nếu không đoán sai, chỗ bạc này đều là trải ở tầng trên cùng che giấu tai mắt người ta. Kính kẻ, toàn bộ điều khác thường đều khớp rồi hứa thất an ánh mắt nam nhân trung niên tràn ngập khen ngợi tốt ngươi tốt lắm lông mày bỗng nhiên khẽ nhíu động lại ở cổ áo xộc xệch của hứa thất an lý ngọc xuân tiếp động tác vỗ bả vai giúp hắn kéo cổ áo chỉnh tề hứa thất an được yêu mà sợ vị đại nhân này thế mà lại thưởng thức mình như vậy trần phủ doãn nhíu mày nói bạc đã là giả vậy bạc thật đi đâu rồi thiếu nữ váy vàng nghe vậy cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng Bạc thuế ra khỏi kho vào kinh thành, qua tay nhiều tầng, nếu muốn hỏi tội, rất nhiều quan viên phải vào tù, độ khó tìm bạc về, giống như biển rộng tìm kim. Hơn nữa việc này đã vượt qua phạm vi chức quyền của chúng ta, phải bẩm báo bệ hạ. Trần phủ doãn gật gật đầu, hắn chính là ý tứ này. Nam nhân trung niên có cái nhìn khác, thanh âm trầm thấp, bạc thuế một đường áp tải vào kinh, qua tay nhiều tầng, nếu là giả, đã sớm nên bị phát hiện. Khả năng duy nhất là gần đây mới đánh tráo. Mắt Trần Phủ Doãn sáng lên, cái này đã thu nhỏ lại rất nhiều phạm vi điều tra. Người đâu, chuẩn bị kiệu, mau chuẩn bị kiệu, bản quan muốn ra ngoài. Trần Phủ Doãn vội vàng chạy ra khỏi sảnh. Nam nhân trung niên theo sát sau đó. Hứa thất an vội hô, Phủ Doãn đại nhân, chớ quên hứa hẹn đối với Thảo Dân. Này! Thiếu nữ váy vàng tên là Thải Vi chớp đôi mắt đẹp, vì sao muối có thể biến thành bạc? Nàng nói xong, do dự một phen, rút ra một cây kẹo mía đưa cho Hứa Thất An, "Từng, cái này cho ngươi ăn." "Đây là đang thu mua ta sao?" Hai vị đại nhân đã không còn bóng dáng, Hứa Thất An thu hồi ánh mắt, nghĩ chút, trả lời, "Thảo dân từng ở trong sách cổ thấy bí tịch luyện kim mang muối biến thành bạc." Thiếu nữ váy vàng mở to mắt, "Quyển sách cổ đó ở đâu?" "Kẻ sáng tác là ai?" "Tên của nó, hóa học cấp 3, về phần người sáng tác" Ừm, nhà xuất bản giáo dục nhân dân. Hứa Thất An nói, sách cổ sớm đã hỏng rồi, nhưng tại hạ còn nhớ rõ nội dung trong đó. Thiếu nữ váy vàng lập tức hít thở dồn dập, "Mau, mau nói cho ta biết." Hứa Thất An thở dài, "Thảo dân nguy ở sớm tối, thật sự không có tâm tình làm sư phụ người ta." Thiếu nữ váy vàng cho hắn một cái trận mắt, tức giận nói, "Ngươi người này cũng thật dối trá. Ti thiên dám chúng ta không can thiệp triều chính." xử trí ngươi như thế nào còn cần bệ hạ định đoạt treo giá với ta không chút ý nghĩa các ngươi thu ta không phải được rồi lấy địa vị giám chính đại nhân ở trong triều muốn một phạm nhân tội liên đới nghĩ hẳn là không có vấn đề hứa thất an nói hắn thêm cho mình một cái bảo hiểm nhỡ đâu tìm không về được bạc thuế thì sao thiếu nữ váy vàng lưu chuyển con mắt sáng đánh giá cao thấp ngươi rõ ràng là người luyện võ vì sao muốn làm thuật sĩ tu hành cần sớm đại bộ phận người tu hành đều là tạo cơ sở từ nhỏ. Bây giờ võ phu chuyển thuật sĩ, thời gian muộn rồi. Ông đùi hay không không sao cả, chủ yếu là ngưỡng mộ phong thái giám chính đại nhân. Giọng điệu hứa thất an thành kính, vẻ mặt nghiêm túc. Vậy ngươi mang nội dung sách của luyện kim nói cho ta biết trước. Nàng châm trước nói, mắt thiếu nữ là trong suốt sáng ngời, mắt hạnh thật to, con ngươi đen nhánh, đen trắng rõ ràng hứa thất an kiếp trước chỉ từng ở trên thân trẻ con nhìn thấy loại đôi mắt sạch sẽ đẹp đẽ này nội dung có chút tối nghĩa thâm ảo chỉ nói miệng chỉ sợ ngươi không thể lý giải cần dạy nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu mới có thể thâm căn cố đế hứa thất an câu cá chữ thải vi trừng mắt không phục phóng mắt cửu châu thiên hạ luận thuật luyện kim thuật sĩ ti thiên giám ta là đứng đầu Hydrohalylity berry bo carbon nitro oxy natri magie aluminum silic phosphor hứa thất an độc lầu lầu. Hắn đang nói cái gì vậy? Cô gái ngẩn ra hồi lâu, lông mày lá liễu dựng ngược, ngươi trêu ta. Ti thiên dám chúng ta thu đệ tử, chỉ thu đồng tử. Nàng mang kẹo mía trong tay hứa thất an đoạt trở về. Bước chân nhẹ nhàng tiêu sái, làng váy bay lên. Ta cũng là đồng tử mà. Hứa thất an há miệng, sau đó hiểu ra ti thiên giám thu đệ tử là từ con nít con đường này không đi được rồi nhoáng lên một cái hai ngày trôi qua hứa thất an ở trong phòng giam lo lắng hải hùng vượt qua hai ngày hắn sợ hải bạc thuế chưa thể kịp thời tìm về nếu là ở sau khi hắn lưu đày dù là tìm về được cũng không thay đổi được kết cục sau đó nhỡ đâu trần phủ doãn là con giòi xấu bụng độc chiếm công lao vẫn như cũ là cục diện chết nhưng không có cách nào cả hắn chỉ có thể làm tới một bước này một tù nhân lại có thể như thế nào hứa thất an lại một lần nữa cảm nhận được xã hội phong kiến đáng sợ mặc cho số phận đi hứa thất an ca tháng một tiếng rầm cửa sắt cuối hành lang mở ra một ngục cốt cầm gậy tiến vào lấy chìa khóa mở cửa hứa thất an ngươi có thể đi rồi hứa thất an mừng như điên dùng sức nắm chặt nắm tay bạc thuế tìm về được rồi theo ta đi ký tên đồng ý ngươi có thể rời khỏi ngục tốt soi mói hắn tiểu tử ngươi tốt số thật vậy nhị thúc ta thì sao hứa thất an vội vàng truy hỏi đừng nói lời thừa đi theo là được ngục tốt tính tình rất nóng cầm gậy đập vào môn hứa thất an đuổi hắn rời khỏi phòng giam trải qua một nhân viên nha môn an bài hắn ký tên đồng ý sau đó từ chỗ ngục tốt nhận được quần áo mình lúc bị nhốt vào đại lao bị lột ra một vị nha dịch dẫn hắn rời khỏi nha môn phủ Kinh Triệu, từ cửa sau đi ra ngoài. Lúc này, phía đông tờ mờ sáng, đường phố vắng lạnh. Rầm. Hứa Bình Chí bị tiếng cửa sắt mở ra đánh thức, hắn mở mắt ra, trong mắt che kín tơ máu. Hứa Bình Chí đầu bù tóc rối, khuôn mặt có chút tương tự với Hứa Thất An, trái lại con trai ruột Hứa Tân Niên, ngũ quan quá mức tuấn tú, khác hẳn với hắn. Trong phòng giam đối diện cách một hành lang trong mê mang lý như chấn động cả người theo đó bừng tỉnh nàng khuôn mặt tiều tụy trên mặt lộ ra vẻ mặt cực độ hoảng sợ hai vợ chồng cách một hành lang nhìn nhau lý như thê lương nói lão gia ta dù có chết cũng sẽ không vào giáo phường ti nàng năm nay 35 tuổi giữ gìn chăm sóc thích đáng là mỹ phụ phong vận rất tốt cho dù ở trong ngục lo lắng hải hùng năm ngày hình dung tiều tụy vẫn khó che phủ được nét phong tình trên khuôn mặt giáo phường ti là nơi nào là luyện ngục của nữ nhân. Hứa bình chí vết thương chồng chất há miệng, nói không ra lời, đột nhiên lệ nóng tràn mi, phu nhân, là ta có lỗi với nàng. Hai vợ chồng chúng ta cùng xuống suối vàng, kiếp sau ta làm trâu làm ngựa cho nàng bồi thường nàng. Chỉ là thương cho con, còn có đứa cháu kia của ta. Năm ngày đã qua, nên đón hắn là khai đao chém đầu, nên đón nữ quyến là giáo phường ti. Triều lý như, hứa gia còn có hai khuê nữ, một trưởng nữ mới 16 tuổi, một cô con gái nhỏ 5 tuổi. Họ cùng mình ở trong góc nhà tù, lúc này cũng bị đánh thức. Con gái nhỏ 5 tuổi dụi mắt, lẩm bẩm, mẫu thân, cô bé đối với số phận của mình hoàn toàn không biết gì cả. Thiếu nữ 16 tuổi ngồi dậy, mái tóc tán loạn làm nền cho một khuôn mặt trái xoan trắng nõn, cái miệng nhỏ nhắn mỏng màu đỏ hồng, mắt to mà có thần, cái mũi của nàng không giống nữ nhân bình thường tinh xảo như vậy, mà là cao ngất, vì thế liền tỏ ra ngũ quan đặc biệt có cảm giác lập thể, đặc biệt tinh xảo xinh đẹp. Có loại mỹ cảm như tượng đúc. Nàng theo bản năng dựa sát về phía mẫu thân, lông mi dày bởi vì sợ hãi mà nhẹ nhàng run run. Vài tên ngục tốt đeo phát đao, sải bước hùng dũng tiến vào. Trong mắt lý như lóe lên tuyệt vọng cùng kiên quyết. Hai tay hứa bình chí nắm chặt hàng rào, khớp xương tái nhật, cắn chặt hàm răng, mất đi bạc thuế, không làm tròn trách nhiệm, hắn tự nhận đáng chết, nhưng liên lụy vợ và con gái trong nhà, chết không nhắm mắt. Đặc biệt con gái nhỏ, chỉ mới 5 tuổi, đã phải đưa đi giáo phường ti nuôi, cuộc đời tràn đầy bóng tối. Làm cha mẹ, sao có thể cam lòng? Hứa bình chí, theo chúng ta đi ra, sau khi ký tên đồng ý là có thể rời khỏi rồi. Ngục tốt mở ra cửa ngục, chưa đeo xiềng xích cho bọn họ, đứng ở hành lang nói, cán đao gõ gõ hàng rào, ý bảo bọn họ tự mình đi ra hứa bình chí cả đời trung với vua yêu tổ quốc cả nhà trung liệt a à, ngươi nói cái gì hứa nhị thúc hoài nghi mình nghe lầm mấy ý tứ vậy có thể rời khỏi ngươi vừa rồi nói có thể rời khỏi hứa bình chí trong lúc nhất thời khó có thể tin chuyện gì vậy các ngươi không phải mang ta ra ngoài chém đầu sao không biết ngục cốt hầm hừ nói đây là mệnh lệnh của cấp trên muốn biết tự mình đi ra ngoài hỏi Lý Như mờ mịt thấp thỏm, dắt hai đứa con gái, người một nhà lặng lẽ đi theo phía sau ngục tốt, hướng phía cuối hành lang đi đến. "Lão, lão gia." "Sẽ không là gạt chúng ta chứ?" "Sao có thể đùa như thế?" Trên người Hứa Bình Chí có vết thương, đi đường siêu vẹo, hắn cũng không hiểu ra sao, có niềm vui đại nạn không chết, cũng có mờ mịt không rõ tình trạng. Lý Như giật mình, là tân niên, nhất định là tân niên mấy ngày nay ở bên ngoài bôn ba giúp chúng ta lo lót quan hệ, mới khiến triều đình mở một mặt lưới. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, kích động nói, lão gia chớ quên, lão sư của tân niên, là thị lan bộ hình năm nguyên cảnh 18. Năm nguyên cảnh 18. Cũng hơn 20 năm trước rồi. Hứa bình chí cảm thấy không đúng, lại nghĩ không ra mình trừ điều đó, quan trường không có chỗ chống lưng lớn còn có thể trông cậy vào ai. Có lẽ thế. Thiếp đã nói tân niên nhà chúng ta là rồng trong loài người, năm đó thiếp để nó tập võ, chàng không đáp ứng, cứ muốn để cho hứa thất an thằng nhóc đó luyện võ. Mẹ, thỏ rất đáng yêu, con muốn ăn thỏ. Con gái nhỏ ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, trắng ngón út của mình, trong mắt viết chữ thèm. Cả ngày chỉ biết ăn thôi, Lý Như tính cách nóng nảy theo bản năng mắng một câu, nhìn con gái nhỏ khuôn mặt nhỏ nhếch nhác, sắc mặt lập tức nhu hòa, ngoan, sẽ có thỏ để ăn ngay. Hứa Bình Chí lười giải thích với nàng chuyện con trai nàng không có thiên phú tập võ. Dù sao mặc kệ đã nói bao nhiêu lần, thê tử kết tóc đều sẽ tự động bỏ qua. Trong mắt người làm mẹ, con vĩnh viễn là ưu tú nhất. Đến chỗ ký tên đồng ý, Hứa Bình Chí từ trong tay viên chức của phủ nha tiếp nhận bút, ngón tay run nhẹ nhẹ, ký tên xong, ấn dấu tay, Hứa Bình Chí cảm giác mình đã nhận được sự thăng hoa nào đó. Tựa như hạt giống chôn sâu dưới lòng đất chui ra cây non, gặp được ánh mặt trời. Thế giới bỗng nhiên trở nên tốt đẹp như thế, rõ ràng một đồng tiền cũng chưa có thêm. Vợ con thì không cần ký tên, chỉ ấn dấu tay. Hứa Bình Chí kiềm chế không được sự tò mò trong lòng, chắp tay nói, vị đại nhân này, không biết, không biết vì sao miễn tội chúng ta. Lý Như lập tức nhìn về phía viên chức. Án phá rồi, bạc thuế đã tìm về được. Viên chức trả lời. Bạc thuế tìm về rồi. Ha ha, tốt, tốt, yêu nghiệt chết tiệt, dám cướp bạc thuế đại phụng ta. Hứa nhị thúc rất phấn chấn, cười xong lại cảm thấy, theo luật pháp đại phụng, bạc thuế tất nhiên tìm về, nhưng hắn không làm tròn trách nhiệm cũng là sự thật. Tìm về bạc thuế cũng không phải công lao của hắn, triều đình sao có thể miễn tội chết của hắn. Cho dù xử lý khoan hồng, cũng là lưu đầy biên thùy. Hứa đại nhân, đây là quan bào của ngươi, thu lại. Viên chức mang áo bào xanh lục bác phẩm võ quan lúc trước lột ra dâng lên thế mà còn quan phục nguyên chức. Hứa Bình Chí ý thức được không thích hợp, vừa tiếp nhận quan bào, vừa trầm giọng nói, vị đại nhân này có thể giải thích nghi hoặc cho bản quan không? Áo bào quan lại trong tay, tiếng bản quan này nói ra miệng cũng có vài phần tự tin. Theo đạo lý, cho dù miễn tội chết, cũng không nên quan phục nguyên chức. Luật pháp đại phụng quy định, trưởng bối trong nhà có người xúc phạm luật pháp, con cháu có thể lập công chuộc tội cho cha. Viên chức nói thật là niên nhi lão gia niên nhi giúp triều đình tìm về bạc thuế lý như vui quá mà khóc niên nhi khóc mắt hứa bình chí ương ước con trai tốt của ta viên chức nhìn hai vợ chồng đang kích động một cái là cháu ngươi hứa thất an hắn giúp phủ doãn đại nhân phá án bạc thuế mới vừa đi ninh yến hứa bình chí ngây người nước mắt lý như còn treo ở trên mặt vẻ mặt vui mừng động lại hai ngày trước Hứa thất an ở trong ngục ồn ào muốn gặp phủ doãn, nói có manh mối quan trọng báo cáo, sau đó phủ doãn đại nhân liền phá án. Dựa theo luật pháp đại phùng, lập công chuộc tội, các ngươi tự nhiên không sao hết. Viên chức nói là, là như thế sao, hứa bình chí lắp bắp, hứa thất an lúc còn to bằng con mèo nhỏ, hắn đã ôm về nhà nuôi nấng, đứa cháu là người thế nào, hắn có thể không rõ. Hứa bình chí hoài nghi viên chức đang nói dối, nhưng hắn không có chứng cớ là đứa cháu nhảy con kia. Lý Như Hoa dung thất sắc. Không phải con trai khơi thông quan hệ, cứu cả nhà sao, sao có thể là đứa cháu xui xẻo, nó không phải đang ở Đại Lao sao. Ông sự hoang mang to lớn, hứa bình chí dẫn vợ con ra khỏi cửa sau phủ nha, thấy hứa thất an đang xử lý kiểu tóc ổ gà, lo âu chờ ở cửa. Khoảnh khắc nhìn thấy cháu, nghi hoặc chôn giấu ở trong lòng ngược lại không quan trọng nữa, trong lòng hán tự xuất thân võ phu dân lên dòng nước ấm, mắt đỏ lên, sải bước tiến lên vốn định cho cháu một cái ôm lại cảm thấy vẻ vờ quá không chịu được việc mất mặt dùng sức vỗ bả vai hắn đinh yến cốt lắm thiếu chút nữa mang hứa thất an vỗ chết ngay tại chỗ nhị thúc thúc là luyện khí đỉnh phong chúng ta chênh lệch một phẩm cấp đấy hứa thất an tự nhiên mà vậy nói ra đoạn lời này nhưng lại không xa lạ chút nào cả hắn kinh ngạc bởi sự hòa hợp này đồng thời lướt qua bả vai hứa nhị thúc nhìn về phía ba nữ nhân sau lưng. Hắc, thẩm thẩm ngươi cũng có bộ dáng chật vật hôm nay. Suy nghĩ này không chịu khống chế hiện lên. Cảm xúc vui sướng khi người gặp họa chưa duy trì bao lâu, đã bị giá trị nhan sắc của muội muội hấp dẫn. Thiếu nữ mặc áo tù rộng thùng thình, tóc mai tán loạn buông ở bên cạnh mặt trái xoan cổ điển tinh xảo, mũi cao thẳng, nhìn qua, có vài phần cảm giác lập thể của Mỹ nhân lai. Mà tuổi này là năm tháng thanh lệ thanh thuần nhất, trộn lẫn ra sức quyến rũ khiến người ta không dời mắt ra được con mẹ nó ta thế mà có muội muội thanh lệ thoát tục như vậy hứa thất an chấn kinh rồi trong trí nhớ chủ nhân ban đầu của thân thể về bộ dáng muội muội rất mơ hồ đại khái là không chú ý gì hơn nữa bởi vì thẩm thẩm có chút ý tứ ghét ai ghét cả tông chi họ hàng đối với đường đệ đường muội không thân thiện gì cả phát hiện ánh mắt nóng rác của huynh trưởng Hứa Linh Nguyệt rụt rè hô một câu Đại ca, có chút e lệ cúi đầu Đại ca Thình lình nghe thấy qua một tiếng Hứa Linh âm 5 tuổi Nhỏ như vậy, vui vẻ chạy tới Ở trước mặt hứa thất an phanh gấp một cái Ngửa đầu nhìn chầm chầm hắn Hứa thất an khoát tay Không có kẹo cho muội đâu Bản thân ta cũng mới từ trong ngục đi ra Đáng để nhắc tới Chủ nhân ban đầu của thân thể không thích đường đệ đường muội, nhưng đối này cô em út này coi như không tệ, bởi vì bộ dáng cô em út rốt cuộc không phải di truyền mẹ con bé nữa phòng giam là cái gì chính là chỗ muội mấy ngày nay ngủ vậy một ca ca khác đâu hắn mang kẹo không hắn chưa tới cô con bé vẻ mặt thất vọng một ca ca khác trong miệng cô bé là hứa tân niên cùng một mẹ nhưng cô bé còn không biết khác biệt của anh họ và anh ruột cô em út này không quá thông minh là đứa bé ngốc điểm ấy khẳng định là di truyền mẹ nó chủ nhân ban đầu của thân thể là cho rằng như vậy. Cuối cùng, hắn nhìn về phía thẩm thẩm lý như, vị nữ nhân này xưa nay diễu võ dương oai ở trước mặt hứa thất an, đại khái cả đời cũng chưa ngờ tới có một ngày cần ăn nói khép nép hướng đứa cháu xui xẻo nói lời cảm tạ. Người phụ nữ xinh đẹp cứng ngắc quay đầu đi, không tình nguyện nói, đa, đa tạ ninh yến. Đúng lúc, trong đầu hứa thất an hiện lên một đoạn ký ức mơ hồ. Lúc trước bị thím đuổi tới tiểu viện cạnh nhà họ hứa, hứa thất an tức sùi bọc mép, chỉ trời tề, hứa thất an ta tương lai nhất định trở nên nổi bật, ngươi cũng đừng hối hận. Bây giờ nghĩ đến cảm thấy thật xấu hổ, cái này không phải đừng kinh thiếu niên nghèo phiên bản thím sao. Hứa thất an bây giờ từ góc độ khách quan bên thứ ba đối đãi quan hệ chủ nhân ban đầu thân thể cùng người thím, thật ra cũng không thể trách người phụ nữ đẹp này hết. Hứa thất an luyện võ, hàng năm ăn hết hơn 100 lượng bạc, mà cái này, tương đương với nhà người thường gom góp hai ba mươi năm, còn phải là gia đình chăm chỉ. Người thím lòng có oán khí tự nhiên sẽ không kỳ quái, vì thế hứa thất an thái độ thành khẩn nói, thẩm thẩm đừng vội nói lời cảm tạ, chờ về nhà ăn cơm, lại nói lần nữa. Lý Như lập tức mở to đôi mắt to thương hiệu của nàng, tức giận nhìn đứa cháu xui xẻo. Hứa bình chí da đầu phát tê, trầm giọng nói, về nhà trước. Hứa tân niên sách bầu rượu, bước chân lão đảo trở lại hứa phủ, căn nhà sinh hoạt 19 năm, mà nay cửa chính dán giấy niêm phong, người đi nhà trống, rất thê lương. Hứa tân niên một cước đá văng cửa chính, bước qua bậc cửa, sau khi lão đảo đi vào bên trong vài bước, lại lộn trở lại đóng cửa vào. Treo cổ tự sát không phải chuyện vẽ vang gì cả, lại càng không phải thể diện hắn loại người đọc sách này nên có, cho nên không thể dẫn tới quan phủ chú ý. Cần thể diện. Hắn từ sân ngoài đi đến sân trong, tựa như đi qua cả cuộc đời thật dài ba tuổi biết chữ năm tuổi thuộc thơ mười tuổi đã đọc thuộc kinh điển thánh nhân mười bốn tuổi tiến vào thư viện vân lộc theo học mười tám tuổi cử nhân nói một câu thiên phú dị bẩm không quá phận hắn trí tuệ hắn nghe nhiều nhớ tốt đã đắp nặng tính cách kiêu ngạo của hắn hắn ở trước mặt người nhà trước nay luôn kiêu ngạo là có tiền đồ là vẻ vang là trụ cột tương lai của hứa gia thân là nam nhi bảy thước tình nguyện chết quanh quanh liệt liệt cũng tuyệt không sống khuất nhục. Nghĩ đến đây, hứa tân niên cầm bầu rượu trong tay uống một hơi cạn sạch, dùng sức đập xuống đất vỡ tan. Nương cảm giác say, hắn lao vào phòng, mài mực, cầm bút, viết xuống bài thơ đỉnh cao nhất trong cuộc đời. Hứa tân niên cười dài ba tiếng, cúng giấy tuyên thành, tông cửa xông ra, lấy ra dây thường chuẩn bị sẵn, treo ở trên cây bạch quả của sân sau. Hắn kinh ngạc mình đối mặt cái chết, thế mà không sợ chút nào cả, chỉ cảm thấy vui sướng chưa bao giờ có. Bỗng có chút lý giải bọn cùng nho phóng đảng không kiềm chế kia, chỉ có tâm không sợ hãi gì cả, mới có thể làm được ngạo thị thiên hạ. Chết còn không sợ, trên đời còn có cái gì đáng giá sợ hãi. Kinh thành phồn hoa, là tòa thành tốt nhất thiên hạ. Hứa thất an thông thả đi qua trong thành cổ náo nhiệt, xe như nước chảy ngựa như rồng, hai bên cửa hàng liên miên, phải biển hiệu theo gió phần phật ủng hộ, trong đầu không khỏi hiện lên một câu thơ, khói liễu vẽ cầu, màn biết trèm gió, so le mười vạn nóc nhà. Trên thực tế, kinh thành so với tiền đường trong thơ càng thêm phồn hoa, đại phụng, địa lý chí, ghi lại, năm đầu nguyên cảnh, dân cư kinh đô hơn 196 vạn. Bây giờ là năm nguyên cảnh thứ 36. Dân cư kinh thành hẳn là đã hơn 200 vạn. Từ sân lớn phủ đệ ba sân vào ba sân ra, nuôi bảy tám nha hoàng, người hầu, mà nay người hầu nha hoàng đã sớm đuổi đi, cửa chính đóng chặt, người đi nhà trống. Thẩm thẩm nhìn tấm biển trên cửa chính, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không biết nghiêng nhi thế nào rồi, nó nhất định rất lo lắng cho chúng ta. Đứa nhỏ này, trước khi vào ngục từng nói nhất định sẽ cứu chúng ta ra ngoài. Vừa nói vừa đi vào trong. Kinh thành giá nhà đất đắc, phủ đệ ba sân này, ít nhất cũng phải 5.000 lượng bạc. Trả trước 30%, chính là 1.500 lượng bạc phi vì, vì sao ta đến thế giới khác còn nghĩ chuyện giá nhà đất hứa thất an nhếch nhếch miệng hứa bình chí trấn an nói niên nhi đọc đủ sách thánh hiền trầm ổn tin cậy lúc này nghĩ hẳn còn đang bôn ba vì chúng ta chờ nó trở về cho nó một niềm vui bất ngờ không ổn hứa thất an biến sắc hắn là biết hứa tân niên tính tự sát ở trong mắt nhị thúc cùng thẩm thẩm hứa nhị lan tâm trí kiên định nghiêm túc trầm ổn tin cậy là người đọc sách kiên cường ha 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 hứa tân niên ta sống là người tiêu dao chết là quỷ kiệt ngạo hứa tân niên tài hoa hơn người ngại là thiên đạo bất công trời không sinh hứa tân niên ta đại phụng vạn cổ như đêm dài dưới tàn cây bạch quả thư sinh đứng ở trên ghế bỗng nhiên mang mũ cài tóc của mình tháo xuống vứt bỏ dùng sức lắc lắc đầu tóc tai bù xù hắn bừa bãi hắn phóng đẳng không kiềm chế hắn mang đầu thò vào trong dây thừng vì thế thấy được người nhà vẻ mặt cứng ngắc, ánh mắt dại ra. Hứa tân niên ta một tiếng phóng đãng không kiềm chế yêu tự do. Hứa tân niên tài hoa hơn người thiên đạo bất công. Trời không sinh hứa tân niên ta, đại phụng vạn cổ như đêm dài. Hứa tân niên thấy người nhà bất ngờ trở về, cảm thấy mình vẫn là chết chậm một bước. Trong không khí yên tĩnh, thẩm thẩm dẫn đầu phản ứng lại, hét lên một tiếng thê lương, niên nhi hai vợ chồng đồng lòng hợp sức mang con trai bảo bối không muốn sống nữa cứu xuống thẩm thẩm ôm con trai khóc bù lu bù loa nhị thúc đứng ở một bên thở ngắn than dài nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha